Yerman khiến Mbappé bị lu mờ ở bán kết Euro 2024, trong khi Kylian Mbappé im tiếng, tiền đạo cánh 16 tuổi Lamine Yerman cứ lòng hoàn hảo mở ra chiến thắng ngược 2-1 cho Tây Ban Nha ở trận bán kết đầu tiên Euro 2024. Phút 21, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Pháp, Yerman có bóng từ khoảng 25m. Dù bị che chắn bởi Adrien Rabito, tiền đạo của Tây Ban Nha vẫn tự tin xử lý, lắc người sang phải rồi lại gạt về bên trái khiến đối thủ lỡ trớn, trước khi cứ lòng về góc cao phía xa. Tốc độ trái bóng đi, từ chân Yerman ra được UEFA ghi nhận trong tình huống dứt điểm này là 102 km/h. Bóng lượn một vòng vừa đủ để vượt ra ngoài tầm tay của Mike Maignan, người trước đó có tỷ lệ cứu thua cao nhất ở Euro lần này, 94%, trước khi dội mép trong cột dọc bay vào lưới. Với pha làm bàn này, Yerman lập 3 kỷ lục. Ở tuổi 16 và 362 ngày, anh thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở vòng chung kết Euro, phá sâu kỷ lục tồn tại 20 năm của Johan Van Lanthen, tiền đạo Thụy Sĩ ghi bàn vào lưới Pháp ở tuổi 18 và 141 ngày tại lượt cuối vòng bảng năm 2004. Yerman còn xô đổ hai kỷ lục của Pele tồn tại 68 năm tại một giải lớn. Đó là cầu thủ trẻ nhất thi đấu và ghi bàn ở bán kết một kỳ Euro hoặc World Cup. Huyền thoại Brazil lập thành tích này tại World Cup 1958 cũng gặp Pháp ở tuổi 17 và 244 ngày. Yerman cũng khiến tuyển Pháp đứt mạch thành tích ấn tượng, chưa lọt lưới bàn nào từ các pha bóng sống tại Euro 2024. Trước đó, Pháp chỉ nhận một bàn thua trên đường vào bán kết từ quả phạt đền của Robert Lewandowski trong trận hòa Ba Lan 1-1 ở lượt cuối vòng bảng. Bàn gỡ hòa 1-1 còn được xem là câu trả lời mà thần đồng Tây Ban Nha dành cho Rabiot, đồng nghiệp đàn anh người Pháp từng đang đàn nắn gần Lerman trước trận. "Chúng tôi đang khó khăn vì không ngờ thủng lưới quá sớm," Yerman nói tại phỏng vấn nhanh sau trận về bàn gỡ 1-1 cho Tây Ban Nha. "Lúc đó, tôi có bóng và không nghĩ quá nhiều đâu, chỉ đơn giản là dứt điểm ngay. Nó đã đi đúng theo hướng tôi muốn. Tôi rất vui vì bàn thắng này và vì thắng lợi của cả đội." Pha làm bàn tuyệt đẹp của Yerman không chỉ làm bùng nổ cầu trường tại Allianz Munich, Đức mà còn tạo nên bầu không khí phấn khích tột độ tại các fan zone ở quê nhà Tây Ban Nha. Trong ảnh là một nhóm cổ động viên trẻ tại Madrid vui mừng sau khi Yerman gỡ hòa, giúp đội nhà vượt qua khởi đầu khó khăn vì bàn thua ngay phút thứ 8. Chưa đến 4 phút sau bàn gỡ của Yerman, Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1. Hậu vệ phải Jesús Navas treo bóng từ biên vào cấm địa, khiến trung vệ Pháp William Saliba phải bay người đánh đầu phá lên. Bóng đi hơi thiếu lực đến vị trí của Dani Olmo ở bên phải khu vực 16m50. Tiền vệ đeo áo số 10 của Tây Ban Nha đỡ bước một bằng chân phải, tâm một nhịp nữa loại Aurelio Ameni đang áp sát, rồi sút chìm chéo góc hạ Maignan. Báo Mỹ New York Times mô tả pha đỡ bước một của Olmo bằng cụm từ thật khó tin. Không chỉ thu hồi bóng, pha xử lý đó còn giúp anh vượt qua Châu Ameni, lại vừa tạo đà sút, đưa bóng vào lưới chỉ trong hai chạm. Trong nỗ lực ập vào bọc lót cho Maignan, hậu vệ Jun Skounze chạm khiến trái bóng đi vào lưới. Ban đầu, tình huống được tính là pha đá phản của hậu vệ số 5 tuyển Pháp. Nhưng sau vài phút xem xét, UEFA công nhận đây là bàn của Olmo. Pha làm bàn của Olmo cũng định đoạt luôn số phận trận đấu, bởi sau hai bàn thua chóng vánh, các cầu thủ Pháp gần như tê liệt tinh thần và không thể đảo ngược tình thế trong hiệp 2. Đây là bàn thứ 3 của Olmo từ đầu giải, và cả 3 đều đến từ giai đoạn đấu knockout. Ở vòng 1/8, tiền vệ thuộc biên chế Red Bull Leipzig này góp một bàn trong trận thắng Borussia 4-1. Vào tứ kết, anh mở tỷ số và kiến tạo giúp Tây Ban Nha hạ chủ nhà Đức 2-1. Olmo, 26 tuổi, thoạt đầu chỉ là dự bị cho Pedri tại Euro 2024. Nhưng sau khi tiền vệ thuộc biên chế Barca dính chấn thương vì pha vào bóng của Toni Kroos, ở đầu trận tứ kết với Đức, Olmo được trao cơ hội và đã chứng tỏ tài năng, góp phần quan trọng đưa Tây Ban Nha vào chung kết. Bàn thắng của Olmo, tuyệt phẩm của Yerman và bàn của Olmo sau đó cùng chiến thắng cho Tây Ban Nha, cũng đặt dấu chấm hết cho tham vọng vô địch Euro của Kylian Mbappé và tuyển Pháp. Tiền đạo số 10 trận này, chấp nhận mạo hiểm tháo mặt nạ bảo vệ chiếc mũi bị vỡ từ trận ra quân, để có tầm nhìn tốt hơn. Anh trên thực tế, cũng chơi thanh thoát hơn so với các trận trước đó khi phải đeo mặt nạ, và góp đường kiến tạo cho Colomuani mở tỷ số. Nhưng gần đó là không đủ giúp Pháp đi tiếp trong ngày các ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha thăng hoa. Trên khán đài sân Allianz, một nữ cổ động viên Tây Ban Nha nán lại đến gần cuối trận để chia vui một cách trọn vẹn với đội tuyển nhà và gương tấm bìa ghi dòng chữ tạm biệt Pháp nhé. Đây mới là lần thứ 2 Tây Ban Nha đánh bại Pháp trong 6 lần chạm trán ở một giải đấu lớn, vòng chung kết World Cup hoặc Euro. Ở lần duy nhất trước đó họ hạ Pháp 2-0 ở tứ kết Euro 2012 trước khi thẳng tiến đến ngôi vô địch. Bây giờ, thầy trò Luis de la Fuente đang có cơ hội tương tự khi chỉ cách vinh quang tối thiểu 90 phút nữa. Đối thủ của Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2024 ngày 15 tháng 7 sẽ là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Hà Lan và Anh hôm nay. Diễn biến chính trận Tây Ban Nha 2-1 Pháp.